Bây giờ chúng ta thực hành làm một số bài tập sử dụng các kỹ thuật đã học, bao gồm cả di chuyển cơ bản, cấu hình bút vẽ cũng như là kỹ thuật đặt bút và nhấc bút. Thì bài tập đầu tiên, bài tập số 5 là vẽ hai hình vuông như mẫu tau. Thì nếu người ta không mô tả gì cả, chỉ bảo là vẽ theo mẫu, thì các bạn lưu ý là vẽ theo đúng màu sắc và tỷ lệ tương ứng. Ví dụ như ở đây, màu là màu xanh lá cây. Độ dày nét vẽ là dày hơn mặc định một chút. Và khoảng cách giữa hình vuông này nó khoảng bằng một nửa cạnh của hình vuông, thì các bạn lưu ý những cái tỷ lệ như vậy. Thì chỗ này chúng ta sẽ cần phải sử dụng kỹ thuật nhấc bút để di chuyển từ cái hình vuông thứ nhất sang hình vuông thứ hai trước khi bắt đầu vẽ hình vuông thứ hai. Thế thôi. Và bài tiếp theo, bài số 6 là vẽ ba cái hình như bên dưới này, cũng sẽ dùng kỹ thuật nhấc bút và kỹ thuật vẽ các hình tam giác mà mình đã học rồi. Hình vuông màu xanh là cây, hình tam giác màu cam và hình chữ nhật màu xanh da trời. Bài số 7 là vẽ 6 cái vạch này, mỗi vạch độ dài 100 bước và cách nhau là 20 bước. Thì bài này các bạn sẽ cần phải áp dụng cả kỹ thuật nhấc bút và kỹ thuật sử dụng vòng lặp for để cho chương trình ngắn gọn. Mình sẽ không vẽ từng nét này một, chương trình sẽ dài và chỉ vẽ dùng một vòng lặp for 6 lần để vẽ 6 cái nét này. Tương tự bài số 8 cũng sẽ ứng dụng một vòng lặp for để vẽ một cái bậc thang gồm 6 bậc như trong mẫu ở dưới đây. Thì các bạn dành ra khoảng 5 phút để làm mấy cái bài tập này, sau đó mình sẽ quay trở lại với phần chữa bài trước khi bắt đầu một cái nội dung kiến thức mới.